Hello, xin chào Hello, Trung. đấy là cái góc độ em chia sẻ thứ nhất. Góc độ em chia sẻ thứ hai, mà như ý kiến vừa rồi anh có nêu, có nghĩa là chỉ mới là thông tin thôi, đúng không ạ? Thì cái thông tin này theo em nghĩ nó không có gì là lạ. Thì chúng ta thấy rồi, trước đây đó, các cái đối tượng mà chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta, thì bất kể là chúng ta chính phủ, rồi là các cơ quan chức năng, hay là các cái doanh nghiệp, hay là các hộ kinh doanh cá thể, người ta làm được cái gì thì nó cũng chửi, đúng không ạ? Mà không làm thì nó cũng chửi, mà càng thành công thì nó lại càng chửi. Đấy, cái giống này nó lại có một cái đặc biệt như vậy. Ví dụ trước đây khi mà tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng ấy chưa xuất hiện thì nó không nói gì, nhưng khi người ta làm ăn bây giờ nó cứ bảo là Việt Nam không sản xuất được cái ống vít, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay người ta đã có được cái cơ sở, nó gọi là tương đối rồi. Người ta sản xuất xe, bắt đầu người ta bước đầu, người ta bước chân ra quốc tế. Cái điều đó nó hết sức quan trọng. Nó đánh dấu cho một sự phát triển mới của cái nền kinh tế Việt Nam. Và có thể nói là ông Phạm Nhật Vượng sẽ là nhân vật, có thể nói là nhân vật đi đầu. Để gì ạ? Để cho các doanh nghiệp khác, người ta có cái bước tiến trong cái giai đoạn tiếp theo, đúng không ạ? Thì từ đó nó giúp cho gì, từ cái kinh tế tư nhân góp phần cùng với nhà nước thì mới xây dựng được cái nền kinh tế chúng ta ổn định phát triển. Mà phát triển thì gì ạ, thì dân với giàu, mà dân với giàu thì nước với mạnh. Thế nhưng các cái đối tượng này ấy, thì nó lại không muốn điều đó, nó không muốn điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì là với cái lòng thù hận mà chúng ta hay nói một cách đơn giản, đó là gì, cái thành phần này chúng ta cứ gọi nó là thù hận, thì nó có gì đó, nó có khi em theo nghĩ là nó quá đáng. Đấy, nó quá đáng, mà nó là gì, nó là ghen ăn tức ở. Nó cứ thấy Việt Nam chúng ta phát triển thì là nó cũng không vui, nó không muốn cái điều đó. Thế đó nó có phải là cái tư duy, có phải là cái mong muốn mà như bọn nó hay nói là gì, à, tôi yêu nước, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu dân tộc Việt Nam. Tôi yêu dân tộc Việt Nam, nhưng mà dân tộc Việt Nam phát triển thì tôi lại không muốn. Đấy, cái điều này nó rất là lạ, đúng không ạ? Rất là lạ. Thế thì thủ tướng của chúng ta đợt tới này sẽ tham gia cái hội nghị cấp cao ASEAN EU và thăm ba nước châu Âu. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn biểu cấp cao của Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN EU và thăm chính thức Luxembourg, công quốc đấy, công quốc Luxembourg, Hà Lan, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12. Mà chúng ta khẳng định một điều nhé, là chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel này, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel này, rồi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte này, và Thủ tướng Bỉ Alexander Krop gì đấy, đúng không? Cái này chắc Tùng Lê nắm rõ, thì cái tiếng Anh của em nó phát âm nó không chuẩn thì mọi người cũng thông cảm. Đấy, thế thì chúng ta thấy rất rõ là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đến dự hội nghị, đúng không ạ, ASEAN EU lần thứ 45 và thăm ba quốc gia này là dựa trên lời mời của các cái nhân vật đứng đầu, đúng không ạ? Nhân vật đứng đầu. Thế thì những cái thành phần đó nó có đi biểu tình hay nó làm cái gì đi chăng nữa, nó cào mặt ăn vạ, cái chuyện này chúng ta thấy là thường xuyên rồi. Nhưng qua đó chúng ta thấy được đó là gì? Đầu tiên là như thông tin chúng ta thấy đó, là Nguyễn Văn Đài nó sẽ lên gặp Bộ Ngoại giao, nó sẽ làm trò này trò kia, đúng không ạ? Thì không biết là Bộ Ngoại giao của Bỉ, xin lỗi, Bộ Ngoại giao của Đức, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay chúng ta hay gọi Ngoại trưởng này, thì không biết là có trực tiếp gặp mặt, gặp gỡ với Nguyễn Văn Đài hay không thì chúng ta không biết, đúng không ạ? Hay là cử một cái nhân vật cấp cao nào đó gặp thì không biết. Thế nhưng chúng ta thấy rất rõ ràng Nguyễn Văn Đài là ai. Bây giờ cái chiêu này của Nguyễn Văn Đài là gì? Là cũng học như những thành phần khác, đó là cũng là xuất phát từ góc độ là gì? Mục đích cuối cùng cũng chỉ là quyên góp thôi. Kiếm tiền đúng rồi. Kiếm tiền. Đấy, kiếm tiền. Thế thì
tuyên bố ra như vậy đến là để làm gì? Ở đấy nha, tôi nói với ông nha, đợt này tôi sẽ đến Bộ Ngoại giao của Đức này, tôi sẽ làm việc cụ thể là tôi yêu cầu là Bộ Ngoại giao Đức sẽ can thiệp như này như kia này, đúng không ạ? Thì cái điều này không lấy gì làm lạ, bởi vì sao? Bởi vì trước đây cái đợt vừa rồi đó là ông Thủ tướng Đức ấy, ông sang thăm Việt Nam thì Nguyễn Văn Đài nó cũng viết cái gì thỉnh nguyện thư các thứ, nó cũng yêu cầu đủ các kiểu. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận lại là cái chiêu trò này đó là một trong những cái chiêu trò mà đánh bóng tên tuổi thôi. Nó đánh bóng tên tuổi thôi, để nó lừa bịp thôi, nó lừa bịp người khác thôi, nó câu dẫn những con lươn ham ăn thôi. Chứ còn thực tế ra mà nói, một con người nhận thức bình thường ai cũng hiểu. Đầu tiên chúng ta khẳng định với chúng ta, cá nhân em khẳng định này, chúng ta nhìn nhận lại một vòng, Nguyễn Văn Đài là ai? Bây giờ đã là công dân của Đức chưa? Đúng rồi, Ở một nước Đức, sang nước Đức bao nhiêu năm nay? cống hiến gì được cho nước Đức Cống chưa? hiến gì cho nước Đức chưa? Đúng không ạ? Hay là đã trở thành những cái người mà thành đạt ở trên nước Đức chưa? Đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta nhìn ra rất rõ thôi. Thì cái chiêu trò này nó diễn ra là thường xuyên. Nói một câu mà nó hơi hơi mang tính chất là có thể nó hơi ngôn từ nó hơi nặng nề một tí. Đó là chó thì cứ sủa thôi, đúng không? Đường ta cứ đi. Bây giờ Nguyễn Văn Đài là ai? Lấy thẩm quyền gì? Ông Thủ tướng Đức sang Việt Nam thì cũng bảo là đấy, Thủ tướng Đức sang đợt này sẽ là yêu cầu chính phủ Việt Nam thả Trịnh Xuân Thanh với thế này thế kia, đưa Trịnh Xuân Thanh về. Ai dung túng hành vi đó? Thủ tướng Đức không lẽ người ta không nhận thức được cái vấn đề ngoại giao là như thế nào? Người ta không hiểu được là mục đích tại sao Thủ tướng Đức sang Việt Nam, đúng không ạ? Người ta có mục đích cả. Nói rồi, em nói không bao giờ thay đổi, đó là con người ai cũng có mục đích cả thôi. Không mục đích này thì mục đích kia, chắc chắn phải có mục đích thì người ta mới sang Việt Nam mình, đúng không ạ? Chứ không ai tự dưng người ta sang không không người sang chơi để đòi Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh là ai? Là cái thằng vi phạm pháp luật ở Việt Nam, nó bị tống giam rồi, nó bị xét xử rồi. Thế các ông định định làm việc gì ở đây? Định cướp tù à? Hay làm cái gì? Không có chuyện đó xảy ra, và thực tế đã chứng minh là không có, đúng không ạ? Người ta sang, người ta đại diện cho cả một quốc gia, cả một dân tộc, chứ có phải đại diện cho một vài thành phần vi phạm pháp luật đâu, đúng không? Thế thì khi mà Thủ tướng Đức chuẩn bị sang thì nghe đâu Nguyễn Văn Đài lại có những hành động này hành động kia, đúng không ạ? Thì chúng ta đánh giá về góc độ bản chất thì vẫn là đánh bóng tên tuổi, kêu gọi quyên góp ấy, giống như kiểu là cái đợt vừa rồi mà đi gọi là công du trong ngoặc kép để sang Mỹ đấy, để dạy khôn mấy anh ở bên Mỹ đấy, kiểu như thế. Đi nối cầu, gọi là đi nối cầu truyền hình đúng không? À đấy, đi Cái đi quốc nối gia cầu đi truyền nối hình. cầu. Đấy Có vấn đề thì như thế này nữa là chung nè. Bây giờ cái một điều đơn giản thôi thì chắc anh em chúng ta với mọi người cũng nhận ra đó là gì? Cái thân phận của Nguyễn Văn Đài. Cụ thể Nguyễn Văn Đài đã làm tròn trách nhiệm công dân Đức hay chưa? Nếu như hắn ta đã có tịch Đức, đúng chưa? Và cái chuyện làm tròn công dân Đức ở đây đó là gì? Đó là anh tham gia vào làm việc với như những người công dân Đức bình thường, đó là gì? Đi đi làm để đóng thuế cho chính phủ Đức, có chưa? Điều đó nó chưa có, cá nhân Nguyễn Văn Đài cũng chưa chứng minh được, đúng không? Và những thành phần khác cũng vậy. Thì xin hỏi mọi người, nội cái tư cách đó thôi ha, thì chúng ta có thể suy rộng ra, chúng ta sẽ thấy một thành phần sống ăn nhờ ở đậu trên một quốc gia đó chưa mang lại được một cái lợi ích gì đó, hay chưa làm tròn trách nhiệm công dân của nước Đức, thì lấy tư cách gì để thế này để thế nọ, đúng không?